Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Trang Beauty mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ mây bằng cọ nét nha. Các bạn hãy cùng theo dõi mình. Và đây là thành quả của mình nha. Với những mẫu đơn giản như này thì rất hợp cho các bạn học sinh và các cô nàng nhẹ nhàng bánh bèo nha. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh Trang Beauty cho mình nhé. Chúc các bạn thành công.